Một ngày ở Nhật trôi qua thật nhanh. Bây giờ đã là 11:18. Mình hôm nay không biết đã làm được cái gì nữa. 8 giờ sáng ngủ dậy, 9 giờ đi lên Apple Store để cự đặt lịch mua iPhone 12. Hôm trước mình đến store gặp nhân viên và muốn mua, nói là mình muốn mua iPhone 12 Pro Max. Thì nhân viên bảo là cái đặt lịch mua iPhone ấy trong ngày ấy thì chỉ mở từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thôi. Trong khoảng thời gian đó nếu mà đặt được ở trên web ấy thì mới mua được, còn nếu quá cái khoảng 5 giờ chiều thì sẽ không mua được á, không đặt được lịch ấy. Thì nhân viên Apple có cho mình một cái, bảo mình là hay đếm vào một ngày sáng sớm thì cái lúc mà Apple mới mở cửa ấy thì nhân viên sẽ đặt hộ ấy, đặt hộ lịch trên web ấy. 10 giờ Apple bắt đầu mở cửa thì mình là khách hàng đầu tiên, thì nhân viên có lên và đưa cự đặt lịch cho mình cái iPhone 12 mà mình muốn mua. Thì mình cứ nghĩ là đặt được thì là sẽ online cho mình vào và mình bán cho mình ngay. Ai ngờ hẹn mình đến tận 5 giờ 5 rưỡi chiều quay lại á. Thì như mọi năm ấy, năm ngoái mình cũng khoảng thời gian này mình có đi mua 11 Pro Max, thì cũng cái khoảng cuối tháng 12 là sinh nhật mình, nên là mình vài năm trở lại đây thì mình có cái thói quen là thích nên đợi iPhone vào đúng gần dịp sinh nhật. Thì năm nay cũng vậy, nhưng mà năm nay dính cái dịch Covid ấy nên là khách hàng vào trong cửa hàng mua sẽ bị hạn chế ấy. Nên là mỗi khách hàng vào chỉ được 15 phút xem đồ thôi, và khi mà đến xếp hàng ấy nhân viên sẽ hỏi luôn là muốn mua máy gì á, rồi máy ý có ở trong có sẵn hay không. Nếu không có sẵn thì mua cự mất khoảng 30 cho đến 30 phút thì mình mới mua xong hai cái máy, một cái Pro Max 12 màu xanh và một chiếc màu vàng gold cho mình. Chiếc màu xanh thì mình mua hộ bạn mình, thì bởi vì mình mất công lo cự rồi xếp hàng và mua. Hiện tại thì mình vẫn dùng cái em 11 Pro Max này năm ngoái mình mua về. Mình không tính là năm nay sẽ mua iPhone 12 đâu, bởi vì thứ nhất là đang đợt dịch mà cũng không cần thiết nên đợi iPhone lắm, nhưng mà thấy các bạn đập hộp review qua trời mà mình kiểu muốn dùng thử. Rồi thế là bởi vì năm ngoái mình mua cái iPhone 11 này vào gần sinh nhật mình, thì mình bảo là mình nghĩ là mình sẽ dùng 2 3 năm gì đó rồi mình sẽ đuổi sau, hay là bao giờ nó cảm thấy là nó cũ, đời cũ quá ấy. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ đã hừng hực muốn đi mua ngay, có ngay, kiểu không biết đó. Thì lần trước mình có mua MacBook ở cái Apple Store đó, thì lúc đó là mình có dùng hộ chiếu của bạn mình để miễn thuế, thì nó đã được rẻ đi rất nhiều, nhưng mà lần này không có được miễn thuế nữa bởi vì không có mượn được. Thế bây giờ mình sẽ mở, bởi mình từ lúc mua về mình chưa hề có mở cái cuốn này ra. Đây đây, nguyên hộp. Mình là một đứa rất là thích màu trắng, cái gì mình cũng màu trắng đó, MacBook rồi điện thoại mấy năm nay mình đều dùng màu trắng à. Thì năm nay mình lại tự dưng lại thay đổi thành màu vàng gold, bởi vì mình thấy màu vàng gold của iPhone Pro 12 cũng khá là đẹp, nhưng mà màu trắng cũng vẫn đẹp, rất là đẹp, đẹp kiểu sang trọng á. Mình có dạo trang mạng thì thấy mệnh của mình hợp với cả màu vàng, thì mình dạo này cũng hơi đen đuổi nữa, nên là nghĩ là thôi mình thử thay màu điện thoại đi xem nó có khá lên chút nào hay không. Là iPhone 12 Pro Max cô đưa độ là màu vàng gold 256 GB, bán ở Nhật với giá nếu mà chưa thuế ấy, thì sẽ là 12 man 8 sen 800 yên. Đấy là mình nói giá chưa thuế, là 12 man 8 sen 800 yên, tương đương với khoảng, mình không biết là 12 man 8 sen 8 man, bây giờ mình tính giá man ở Nhật hiện tại là 2 20, thì nó rơi vào khoảng 28 triệu hơn á, tiền Việt Nam á. Thế nhưng mà cả thuế của em này là mình thấy các anh chị ở trên YouTube có
đập hộp đi em này các thứ rồi còn nói là em này khá là thất vọng á, bởi vì năm nay nhà Apple khá là kẹt trong cái vấn đề là không trang bị đầy đủ phụ kiện như các năm trước á. Thì mình nghĩ là với cái lý do là bảo vệ môi trường thì mọi người nên mua riêng cái các thứ, nhưng mà mình lúc đó mình cũng nghĩ là phải mua sạc riêng cho cái máy này, bởi vì nghe mọi người nói là máy này phải mua sạc riêng. Thế nhưng mà mọi người có nói là những ai mà đã dùng 11 Pro Max trước đây ấy thì có thể dùng cái cục của cái Pro Max trước đây và cái dây sạc này, hoặc cái sạc của MacBook Pro 2020 ấy, có thể dùng cho cái iPhone 12 này. Thì mình không biết là có đúng như vậy không, vì mình cũng không có mua thêm kèm phụ kiện gì hết, bởi vì phụ kiện của MacBook Pro 2020 và phụ kiện của iPhone Pro 11 Pro Max mình cũng có đó. Thì bây giờ mình sẽ mở thử cái hộp này, nghĩa là cái hộp mình cảm thấy nó không to như cái hộp năm ngoái á. Thì đây bản ngủ buồn hai không ai không ơi. Cầm em này không biết rơi cái sót không á, nhưng mà mình thấy giá của em này, mình thấy giá của em này khá là rẻ so với iPhone các năm ta ấy, bởi vì năm ngoái mình mua em 11 Pro Max này có 64 GB thôi mà cả thuế của nó đã hơn 13 man rồi. Nó ngang với cả cái em 12 12 Pro Max này 256 GB lận. Thì cho nó như thế này. Thì đi kèm cái hộp này thì nó sẽ có một dây sạc. Mình thấy cái dây sạc này vẫn giống y như cái dây sạc của 11 Pro Max và các dòng trước thôi, chắc là nó khác ở cục sạc và không cục sạc gì hết, không có tai nghe luôn. Em mình nghĩ Apple cũng khá thông minh, bởi vì bây giờ mọi người hướng tới là dùng tai nghe không dây và Bluetooth á, thì em nghĩ là sẽ dùng AirPods, thì mọi người có thể dùng AirPods cho nó tiện hoặc là kiểu tân tiến đấy, mặc dù nó hơi mắc một chút so với giá thành ở Việt Nam. Thì trong này có một cái tờ thì vẫn là lô như bình thường thôi. Đây là một cái để lấy sim. Hết rồi. Đây sao này. Thì em này mình không biết là nó có to hơn không cái màn hình của 11 Pro Max hay không, nhưng mà mình cũng khá thích, vẫn khá thích cái thiết kế của 11 Pro Max hơn, bởi vì cái cạnh này nó tròn á. Mình thả cái này ra cho này. Cái viền tròn của Pro Max ấy cầm kiểu nó êm tay hơn á. Mà trước mình không có dùng iPhone 5 và iPhone 5S bao giờ nên là mình không biết, là nên là mình chưa dùng thử cái cạnh vuông này lần nào hết. Thì mình thấy cái mình vẫn thích cái viền này hơn, bởi vì mình cảm thấy cầm nó khó giơ, mình không biết đâu. Thì vẫn là 3 mắt, mình đang nghĩ là 12 sẽ có 4 mắt như quảng cáo ở bên Nhật ấy. Từ cái lúc mà ra cái iPhone 11 Pro Max này thì giới trẻ bên Nhật nó gọi cái 11 Pro Max này là iPhone tạp yêu cá, nghĩa là iPhone trà sữa trân châu, với trân châu còn là vì ba cái mắt này nó như kiểu hạt trân châu á, thì nó gọi là tạp yêu cá. Thì đến cái máy này cũng vẫn có 3 mắt thôi. Nhưng mà mình năm ngoái mình đi làm ấy, chỗ làm ấy thì mấy đứa Nhật chúng nó có lên đời iPhone 11 rất là nhiều, nhưng mà năm nay iPhone 12 ra thì thấy chúng nó không có lên đời nhiều. Thì chưa có đứa nào mà nó lên đời, chúng nó bảo là vì hai cái này chúng khá là không khác nhau là mấy, nói chung nó chỉ thấy khác mỗi cái viền thôi ấy, nên là chúng nó không cảm thấy không có cần thiết mà lên đời ấy. Thì mình thấy đa số là người Việt Nam mình hay là người ngoại quốc thì có cái xu hướng là lên đời máy nhiều hơn, những người đang sống ở Nhật ấy lên đời máy nhiều hơn là người Nhật. Người Nhật cũng có, nhưng mà đấy là những cái tín đồ của nhà Apple ấy, kiểu người ta cuồng những cái sản phẩm nhà Apple ấy. Nhưng mà dạo gần đây thì 2 năm gần đây thì mình cũng khá là cuồng thôi, cái gì mình cũng mua của Apple ấy. Nhưng mà cái viền này nó khá là sang chảnh nhá. Nếu nếu mà mình nghĩ sau này về mình ở bên Nhật này thì mình còn phải đi học, đi làm thêm, thì các cái chỗ làm thêm của mình ấy, du học sinh của mình không có được sơn móng tay hay để móng tay không, nên nên là thỉnh thoảng mà được những cái ngày nghỉ dài hay gì ấy, mình sẽ
sơ thôi. Thì sau này về Việt Nam thì mình nghĩ là nếu mà con gái mà để mà đi làm móng tay làm nail nhiều á, mà dùng cái điện thoại này thì nhìn rất là sang chảnh luôn đó. Mình lúc đầu mình chưa mua ấy, mình thấy các bạn ý đăng lên là cái viền này mình không thích lắm đâu. Thế nhưng mà bây giờ mua về cầm trên tay rồi mới cảm thấy nó kiểu đúng cái gu kiểu chảnh chảnh ấy, vàng rất vàng này. Màu này nói thật là mình ưng nhất trong những cái màu mà của iPhone 12 Pro Max, bởi vì mình là một tín đồ của màu trắng. Vậy mà năm nay mình lại chọn xong một phòng vàng này thì mình nghĩ là các bạn nữ nên nếm chọn màu vàng, vì màu vàng rất là sang chảnh luôn. Mình đang tiến hành thiết lập mọi thông tin Face ID hoặc là mật mã của cái máy. Một thánh đặt trước quên sau, mình là một cái đứa kiểu não kiểu siêu cá vàng đó. Vừa đặt một cái mật khẩu xong, một phút sau quên luôn, quên sạch. Có nhiều lúc mình phải đặt xong một cái mình phải ra viết ra giấy, hoặc là mình viết vào ghi chú á. Mà mình thấy việc ghi chú thì hơi nguy hiểm, bởi những ai mượn máy mình sẽ coi các thứ như giấy các thứ đấy. Không không biết là có ai não thuộc loại cá vàng vàng cam đây, nhưng mà cũng xứng đáng. Mình không biết các bạn ý đăng lên mua rất là dễ này nọ không biết đó, nhưng mà mình mua Apple hiện tại ở thời điểm hiện tại cuối tháng 12 ở Nhật cực kỳ khó, và kiểu mất thời gian, tức khó thì không phải là khó nhưng kiểu mất thời gian đó. Mình nghĩ là năm nay iPhone dù là kiểu không, cái mắt mèo này nó không mất đi rồi, cái màn hình nó không tràn ra như mọi người mong muốn, hay như những dòng một số máy của Samsung nó đã tràn màn hình ra ấy, nhưng mà là nó không có thêm mắt hay gì ấy, mà thiết kế của nó cũng chỉ như cái con iPhone 5 tiền nhiệm ngày xưa ấy. Chẳng qua là nó là màn hình full ấy. Mình có xem TikTok của một bạn nào đó thử trên cái nền của hai con iPhone 11 và 12, nghĩa là bạn ấy dùng sắt để là có ý định là để thử nghiệm cái này có bị xước không ấy, thì không hề bị xước. Nhưng mà mình lo ngại ấy, là cái viền này gì sẽ bị nhanh bị xước á, nên chắc là mình sẽ phải chan tội dùng ốp á, kiểu chăm chỉ dùng ốp. Tại nhiều dùng ốp thì nó sẽ mất đi cái vẻ kiểu nhìn chỉnh chảnh này ấy. Mình cũng đang không biết nào, nên chắc là mình sẽ mua miếng dán trong suốt để bao bọc cái điện thoại này. Thì mình nghĩ là với cái giá nó không hề tăng so với các năm mà nó còn rẻ hơn á. Chẳng qua là những ai mà chưa có các cái sạc của máy ấy, thì phải bỏ thêm tiền để mua thôi. Có như vậy là còn ở Việt Nam bán có đắt hay rẻ hơn thì mình cũng không biết nữa. Thế nhưng mà giá ở Nhật thì như mình nói là như vậy. Thì chúc các bạn chọn được màu ưng ý và nhanh chóng sở hữu chiếc điện thoại xinh xinh này nha.